Vâng các bác nhá, chiếc xe này đẹp như thế này luôn mà em bán chỉ có là hơn 100, chỉ hơn 100 thôi là các bác mình có luôn xe này đi rồi. Số tự động luôn. Đấy, gầm cao 7 chỗ luôn. Đấy, màu đẹp luôn. Đây các bác nhìn xem. Đấy, xe vẫn còn rất là cứng rắn, vẫn còn rất là chắc chắn. Mua về không cần phải làm gì và xe cũng chả có cái lỗi gì các bác nhá. Chả có lỗi gì luôn. La đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa phanh ABS. Rồi, lốp dày, xi nhan báo rẽ trên gương. Đèn của xe có đèn bi nhá, đèn bi rất sáng luôn. Kính bọc dán rồi, ốp lốc một số vị trí rồi. Đấy, và trang bị có cả ghế điện luôn. Đây, ghế điện luôn các bác nhá. Đấy, ghế điện đây. Gương kính điều chỉnh điện cụp gương tự động này. Túi khi an toàn là có một đôi. Đây một cái, bên kia một cái, hai cái túi khi an toàn liền các bác nhá. Đấy, vô lăng đây, logo đây. Xe Captiva các bác nhá. Đấy, 207 số tự động. Số tự động đây. Có điều hòa auto tự động này. Màn hình giải trí to đùng. Đấy. Mặt đồng hồ của xe đây. Quay kỹ chi tiết cho mình để mình thấy chất lượng xe luôn. Đấy, táp lô này bằng chất liệu da cao cấp, có túi khi an toàn nữa ở bên đây các bác nhá. Trần của xe được bọc trần 5D rồi. Đấy, một bộ ghế da của xe này vẫn còn rất là mới. Đây các bác nhìn xem. Đấy, một bộ ghế da còn đẹp các bác nhá. Xe ok đấy ạ. Đấy, chỉ có hơn 100 thôi. Mình đã có thể sở hữu ngay dòng xe Chevrolet Captiva này, một dòng xe mà bên em bán rất là nhiều, bán rất là chạy trong thời gian vừa qua. Con này của em nhập được giá tốt, em để cho mình giá yêu các bác nhá. Giá rất yêu luôn khi mình chốt vào việc mẫu xe này của em. Đây đèn đây các bác nhá. Đấy. Đèn bi. Đây, sơn xi đây, phần đầu xe đây các bác nhá. Ok chưa? Đèn đóm sáng đẹp cả một bộ, cả một đôi đúng không ạ? Sơn xi đẹp, sáng bóng. Lốp của xe vẫn còn dày đây. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương vẫn còn mới đây. Rồi đăng kiểm của xe vẫn còn dài đây đúng không ạ? Kính của xe bọc dán hết rồi đây. Đấy nhân, đây thì à, các bác mình cùng xem, cùng cảm nhận clip của em tầm khoảng chục phút để mình thấy được độ chất đẹp của xe. Em chỉ bán xe chất thôi thôi nhá. Đấy, con này cũng là một trong những chiếc xe đẹp, xe chất bên em. Thì bác mình cũng cảm nhận cho em ở trên clip này. Đấy, toàn là mẫu xe mà tuyển chọn hết rồi. Bên em đang còn một đôi nhá, đang có một đôi luôn cho mình chọn và mình lựa. Rồi ok, đây là phần cánh cửa tắp đi, kính cửa xe. Đấy, bằng chất liệu da đây. Đấy, phần gỗ này. Đấy, da đây có nhá. Đấy, được chưa? Các bác cứ xem đi là mình thấy được xe này như thế nào thôi các bác nhá. Đấy, chỗ này nó có một cái tay cầm thì nó như thế này. Vâng, các bác mình để em có thể xử lý cho nó đẹp hơn. Đấy, chỗ đấy thôi, chỗ đấy thì nó là xấu chỗ đấy thôi các bác nhá, chứ còn thì cơ bản nó ok hết rồi. Đấy, đây nội thất sạch sẽ như thế này luôn. Vâng, tiếp tục nhá. Các bác đang ngồi xem rảnh tay nhấn cho em phát like và phát chia sẻ đi các bác ơi. Em cảm ơn các bác mình nhiều lắm. Đây, gioăng cửa đẹp này. Táp ly cánh cửa xe bốn cánh của nó ok nhá. Da dẩm của nó không bị rách nhá, không bị xấu nhá. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Các bác cảm nhận về xe này thế nào, các bác mình cùng đưa ra bình luận ạ. Nội thất rộng rãi, thiết kế có 7 ghế ngồi. Ở chỗ này trở lên là 5 ghế. Hai ghế nữa được đặt phía sau các bác nhá. Đặt phía sau. Đấy, khung gầm thân vỏ xe đẹp, không bị mục mọt các bác nhá. Tai nạn ngập nước là không có ở trên mẫu xe này bên em. Không có đâu các bác nhá. Mua về các bác mình đổ xăng là chạy thôi. Con này máy xăng 2.4 các bác nhá, nhiên liệu tầm khoảng là anh quanh trên dưới 10 lít trên 100 km đây. Xe rất đẹp luôn, nhìn như xe nhiều tiền, nhìn như là những cái mẫu xe mà vài trăm triệu trên thị trường đúng không ạ? Form dáng đẹp như này cơ mà. Em nói hơn 100 triệu thì em thấy được là chưa có một con nào mà form dáng đẹp bằng con này luôn. Chưa con nào nhá, chưa dòng xe nào phong dáng đẹp bằng dòng xe này. Phong dáng đẹp chưa? Bật ngây luôn đúng không ạ? Nhìn lại cứ tưởng vài trăm, đi ra ngoài đường mua về mình mà đi ra ngoài đường nhiều người cứ tưởng đây là chiếc xe vài trăm đấy. Biển 36 các bác nhá. Bên em có hỗ trợ làm sang tên đổi biển cho mình về chính chủ. Đây. Khoang cốp phía sau đây rất là rộng để cho mình để đồ này. Đèn đóm này, đèn đóm rất mới nhá. Đèn đóm rất là mới luôn. Ok, tiếp tục các bác xem lốt chỉ bên đây đi. Chỗ này đã em quay qua rồi, em quay kỹ này. Quay kỹ cho mình xem từng vị trí nhá. Đấy. Các bác thấy chiếc xe này ok, các bác mình nhanh tay nhá. Nhanh tay gọi vào 3 số điện thoại hotline bên em để được sở hữu và chốt ngay mẫu xe này. Đấy, có thể chốt qua điện thoại thì mình đặt cọc cho em. Các bác nhá, các bác đặt cọc cho em. Đặt cọc xong mình đến mình lấy để mình giữ xe, chú ông đặt cọc để mình giữ xe nhá. Đặt cọc đến mà không lấy em giả lại cọc các bác nhá.
Đấy, xe đẹp rồi, bàn về giá thôi. Các bác yên tâm, em chốt giá đẹp cho. Em chốt giá rẻ cho, các bác mình quan trọng là mình có thích hay không thôi. Thích này em sẽ chốt được giá rẻ cho mình nhá. Đấy, các bác mình thích này em sẽ chốt được giá tốt cho mình. Giá rẻ cho mình, các bác nhá. Ok chưa? Đây. Đây ạ. Vâng, gương kính điều chỉnh điện nằm ở vị trí này, cục gương đây. Đấy, hệ thống lái của xe rất ok nhá. Phanh chuẩn, lái chuẩn. Vâng, như vậy nội thất bên trong em quay xong rồi. Bây giờ mời các bác xem phần bên ngoài đi. Đấy, dòng này thì chạy khá là hay. Đấy, phụ tùng đồ đạc rẻ sẵn, nhiên liệu cũng vừa phải, không phải cao quá đúng không ạ? Một dòng xe cũng rất là dễ dùng và thông dụng, rất là phổ thông trên thị trường. Dòng Captiva các bác biết rồi đúng không ạ? Em mời các bác xem khoang máy động cơ. Đấy, nước sơn của xe đây các bác nhìn nhá, nó rất là bóng đẹp luôn này. Đấy, nó rất là sáng bóng đẹp luôn này. Còn đây gầm đây này, đây gầm sáng nhá, đây gầm bẩn thôi các bác nhá. Ngay bây giờ là khoang máy để cho mình xem. Các bác mà xem lên đây các bác thích rồi, các bác liên hệ cho bên em theo ba số điện thoại hotline em đọc cho mình luôn này, là 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 các bác nhá. Địa chỉ bên em là 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương. 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương, đây là địa chỉ bên em các bác nhá. Các bác mình alo và kết bạn Zalo cho bên em theo ba số điện thoại mà em cung cấp để được tư vấn cả chốt giá, xem thêm gì đó, hình ảnh chẳng hạn, video chẳng hạn. Ok. Đấy. Các bác nhá, đây là phần khoang máy này các bác nhìn đi. Ok chưa? Máy số ngon lắm. Vâng, bệ chạy chắc các bác nhá. Mua về sẵn dùng mà. Đấy, như vậy thì các bác mình cũng đã xem và cảm nhận chiếc xe Captiva này của bên em như nào rồi. Các bác liên hệ sớm đi, ba số điện thoại. Đấy, em cũng đã cung cấp rồi, các bác mình lưu số vào nhá, khi nào nhu cầu mua này, mình bán xe này hoặc mình đổi xe này thì sẽ tiện hơn. Và bên em thì mua bán trao đổi xe trên toàn quốc các bác nhá. Đấy, có hỗ trợ trả góp đây, giao xe toàn quốc, hỗ trợ làm sang tên đổi biển toàn quốc. Và đây là địa chỉ siêu thị ô tô Hải Dương, 92 Trường Chinh các bác nhá. Bên em còn một con nữa, à còn hai con nữa nhá, còn hai con Captiva nữa đời 2008. Vâng, đời 2008 và nó giống nhau các bác nhá. Nó giống nhau, khác nhau cái màu và khác nhau cái đời thôi, còn giống nhau các bác nhá. Đấy, hai con kia là đời 2008, một con là màu đen, một con màu vàng cát. Đấy. Biển Hà Nội cũng có và biển tỉnh cũng có các bác nhá. Đấy, vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm mình, ủng hộ video này của em. Các bác nhấn đăng ký kênh đi, nhấn theo dõi Facebook đi, nhấn follow đi để xem thêm video mới của bên em các bác nhá. Nhấn like, nhấn tim, nhấn chia sẻ ủng hộ em với em, cảm ơn. Video này em quay xong rồi, xin cảm ơn các bác mình đã ủng hộ.